Toyota Land Cruiser 2022 70TH Anniversary vừa được doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội đưa về được xem là chiếc đầu tiên nhập khẩu Trung Đông có mặt trong nước. Land Cruiser 2022 phiên bản VX được sản xuất dành cho khách hàng tại Trung Đông sở hữu nhiều điểm khác biệt so với các thị trường khác. Hơn nữa, xe thuộc phiên bản XV70TH Anniversary là phiên bản kỷ niệm 70 năm có mặt trên thị trường của dòng xe Land Cruiser nên ngoại thất và trang bị cũng sẽ hấp dẫn hơn. Tại thị trường Trung Đông, phiên bản XV70TH Anniversary này còn được gọi là bản VXS. Về ngoại thất, Land Cruiser 2022 VX70TH Anniversary sở hữu bộ mâm 20 inch đa chấu với giao diện đẹp mắt hơn, bản VX ở Việt Nam dùng mâm 18 inch. Điểm khác biệt của phiên bản này nằm ở phần logo 70TH Anniversary ở các khu vực như cột D hay thảm sàn riêng, hốc đèn sương mù, trục gương chiếu hậu, viền cản sau được mã chrome. Bên cạnh đó, phiên bản này cũng được bổ sung thêm camera hành trình trước, sau và vẻ che mưa. Về nội thất, bên cạnh loạt trang bị sẵn thấy trên bản chính hãng như đồng hồ analog kết hợp màn hình 7 inch, màn hình giải trí cỡ 12,3 inch, hệ thống âm thanh JBL, điều hòa 4 vùng độc lập, phanh tay điện tử, đá cốp, ghế chỉnh điện. Land Cruiser 2022 nhập Trung Đông còn có thêm nhiều trang bị xịn sò như cửa sổ trời và cặp màn hình 11,6 inch cho hàng ghế sau. Đặc biệt, một trang bị nổi bật khác trên Toyota Land Cruiser 2022 nhập Trung Đông đó là hệ thống treo tự thích ứng hiện đại hơn loại hệ thống treo động lực học độc lập tay đòn kép trước và đa liên kết phía sau trên bản VX chính hãng. Về an toàn, Land Cruiser 2022 70TH Anniversary cũng được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense mới tương tự xe chính hãng, bao gồm hệ thống cảnh báo trước va chạm, hệ thống đánh lái khẩn cấp, hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe nhận biết chướng ngại vật, kiểm soát hành trình thích ứng. Về chuyển động, Toyota Land Cruiser 2022 nhập Trung Đông không có sự khác biệt về động cơ so với bản chính hãng. Xe sử dụng động cơ V6 3.5 lít tăng áp kép, sản sinh công suất 421 mã lực và 650 Nm mô men xoắn. Sức mạnh được truyền xuống cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp. Giá bán của Toyota Land Cruiser 2022 70TH Anniversary nhập khẩu Trung Đông hiện chưa được tiết lộ. Tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser 2022 VX nhập khẩu từ Nhật Bản đang phân phối chính hãng với mức giá niêm yết là 4 tỷ 060 triệu đồng.